Năm bảy phẩm hạnh nguyện, bấy giờ Phật bảo cụ thọ thiện hiện. Có đại Bồ Tát tu hạnh bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình bị đói khát dồn ép, áo quần rách nát, thiếu thốn đồ dùng để nằm, của cải mà họ mong cầu đều không được như ý. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm sao để cứu giúp các loài hữu tình này, làm cho họ lìa bỏ san tham và không còn thiếu thốn. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta phải siêng năng tu hạnh bố thí ba la mật đa không hối tiếc, giúp cho hữu tình được thành thục, trang nghiêm cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho cõi Phật ta không có các loài hữu tình thiếu thốn của cải như vậy, như chư thiên ở cõi trời tứ thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại, hưởng thọ đủ loại đồ đạc và thú vui vi diệu. Các loài hữu tình trong cõi Phật của ta cũng hưởng thọ cũng đủ loại đồ đạc và thú vui vi diệu. Này thiện hiện, do tu hạnh bố thí ba la mật đa này mà đại Bồ Tát sớm được viên mãn và mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này thiện hiện, có đại Bồ Tát tu hạnh tịnh giới ba la mật đa, thấy các hữu tình phiền não bừng cháy, giết hại lẫn nhau, chấp chặt tà kiến, do đó tuổi thọ ngắn, nhiều bệnh, dung nhan tiểu tụy, không có oai đức, của cải thiếu thốn, sanh trong nhà hèn hạ, thân thể khuyết tật, làm nhiều việc hèn mọn dơ bẩn. Thấy việc đó rồi, vị ấy suy nghĩ, ta phải làm gì để cứu giúp các loài hữu tình này, làm cho họ xa lìa quả báo của các nghiệp ác. Sau khi suy nghĩ, vị ấy phát nguyện, ta sẽ siêng năng không hối tiếc, tu hành tịnh giới ba la mật đa, giáo hóa hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, làm cho sớm được viên mãn và mau chóng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nguyện cho trong cõi Phật ta không có các loài hữu tình chịu quả báo của các nghiệp ác như vậy. Tất cả hữu tình đều thực hành thậm thiện,